xin chào các anh chị và các bạn chúng ta gặp nhau ở phần 68 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp chủ đề của phần 68 này là mảng rễn nữ y sơn mảng rễn nữ y sơn có nghĩa là gì nào mảng rễn là người mù nữ y sơn là nữ bác sĩ à, như vậy là nữ bác sĩ mù mình có thể dịch như vậy hoặc là người nữ bác sĩ mù Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người có nắm bắt được nhiều không, sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết nha. Xin mời các anh chị bắt đầu nghe nào. Trung của An Khuê Tờ Lì Binh Xin ơ sử sư xuê tờ sư hồ Dù 东西。他开始学习盲文。上大学的时候，他学习中医。二零一七年，他开始在医院工作。他很喜欢帮助他人。不工作的时候。 他会去帮助身体不好的老人。他认识了很多朋友。二零二零年八月，他有了一个新朋友，一只漂亮的导盲犬。现在这只狗。 mỗi thiên tôi hỡi ta y chỉ ta cao xin thì vừa rồi là nội dung của cái cái phần này phần 68 này sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình giải thích nội dung chi tiết nha chỗ nào không hiểu mọi người có thể um, viết trong phần comment để hỏi lại Trung Quốc An Huy là Lý xin Xuyên. An Huy là cái tên của một cái tỉnh là tỉnh An Huy. An Huy là Lý Bính Xuyên. Lý Bính Xuyên là cái tên Lý Băng Tâm. À, Lý là cái họ, Bính Xuyên là Băng Tâm như vậy là Lý Băng Tâm người An Huy, người ở tỉnh An Huy Trung Quốc. chí nẻn ở sự sư năm nay hai mươi bốn tuổi, sư y miệng y sơn là một y cơ y sơn hay là y miệng y sơn cũng được mình hay quen dùng từ miệng sư dĩ miệng dĩ sơn là một bác sĩ à, dĩ cơ dĩ sơn cũng được sự sư suy tờ hồ lúc à, lúc 14 tuổi khi 14 tuổi vào năm 14 tuổi cách dịch nào cũng được cả tha tờ diện chiên từ chiên đây lẽ ra nó khinh thanh đọc nhẹ thôi dèn chiên dù xe quên thị à, đôi mắt của chị ấy có một số vấn đề tức là có vấn đề tức là bị bệnh bệnh tật gì đó há thể diện chiên dụ xe quân thị tức là dụ quân thị cũng được không có gì xe thì thôi khan bộ chen tôn di không nhìn thấy đồ vật nữa khan bộ chen đây tức là bổ ngữ chỉ khả năng đó khan bộ tức là pu nẫn khan chen khan bộ chen tôn di không thể nhìn thấy đồ đạc nữa tha khai sự sẽ sĩ mãn quẩn tha khai sự sử, sẽ sĩ sử mãn quẩn chị ấy bắt đầu học mãn quẩn tức là cái văn tự tức là cái loại chữ mà dành cho người mù loại chữ mà dành cho người mù gọi là mãn quẩn sang ta sẽ tơ sữa hô sang ta sẽ tơ sữa hô à, khi học lên đại học tha sẽ sĩ sử trung y chị ấy học đông y trung Di là đông y tha sẽ sĩ sử trung y 2017 và năm 2017, ta khai sự trái医院工作，ta khai sự thì ấy bắt đầu trái医院工作 là làm việc ở bệnh viện. Thì đông y có thể là bắt mạch, bút thuốc rồi đó. Thì cái người có khi ánh mắt, à, cái cái nhìn không tốt, thì cái cảm giác những cái cảm, cái giác quan khác có khi nó phát triển lúc đó có khi bắt mạch nó lại tốt hơn. Năm 2017 Tha khai sự cha di doanh cung cho do, chị ấy bắt đầu làm việc ở bệnh viện. Tha hẳn xì hoan băng ru tha rỉnh. Chị ấy rất thích giúp đỡ người khác tha rỉnh cũng được mà bẻ rỉnh cũng được. Từ tha rỉnh này, tha nhân tức là người khác. Dùng từ bẻ rỉnh để thay thế cũng được. Bu cung cho sự hồ khi mà không làm việc á. Tha huy là chị ấy sẽ chi băng ru là đi giúp đỡ giúp đỡ cho ai nào sinh thì phú họ tên lò rễn những người già có sức khỏe không tốt tức là những người già bị bệnh tật á khi không làm việc chị ấy sẽ đi giúp đỡ những người già bị bệnh tật Haren xưa là hình tốt phượng vô chị ấy quen biết rất là nhiều bạn bè ở lĩnh ở vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi lời dĩ cơ xin phượng vô chị ấy đã có một người bạn mới hãy vô lấy gì xin vẫn vô người bạn mới đó là ai là gì thì nó gạch ngang cái gạch ngang đó là dùng để giải thích á rồi y trư pheo len thờ tàu tàu mãn xoèn xoèn là chó thôi tàu mãn là dẫn đường cho người mù tàu mãn xoèn là chó dẫn đường cái loài chó mà dẫn đường cho người mù á như vậy là năm tháng 8 năm 2020 chị ấy đã có một người bạn mới Đó là một chú chó dẫn đường dành cho người mù Rất là đẹp Như trư cao liên tờ Tò mãng chuyện Xen trai trơ trư cộ Hiện nay con chó này Mày thiên tô khở thá Mỗi ngày đều cùng với chị ấy Y chỉ xu mệnh Cùng nhau đi ra ra đi ra khỏi nhà tức là đi ra ngoài như vậy là hiện nay mỗi ngày con chó à, luôn cùng chị ấy à, đi ra ngoài há phế sẵn câu xin chị ấy rất là vui à, vô cùng vui mừng thì đó là nội dung chi tiết của bài đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn đọc lại theo mình một lần nhé mọi người có thắc mắc gì cứ việc à, viết trong phần comment mình sẽ trả lời sớm cho các anh chị và các bạn Bây giờ xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình nè có những câu nó bị dài một chút vì không thể ngừng lại được nên mọi người cũng cố gắng đọc cho trôi nhé ta bắt đầu nè Trung của an khuê tờ lì Binh xin chi nn sự sư sư dĩ 十四岁的时候，他的眼睛有一些问题，看不见东西。他开始学习盲文。上大学的时候。 他学习中医。二零一七年，他开始在医院工作。他很喜欢帮助他人。不工作的时候。 他会去帮助身体不好的老人。他认识了很多朋友。二零二零年八月，他有了一个新朋友。 一只漂亮的导盲犬。现在这只狗每天都和它一起出门，它非常高兴。và tiếp theo nữa, xin mời các anh chị và các bạn. Nghe mình đọc nhanh lại một lần. mọi người có thể không nhìn lên màn hình nữa và chỉ nghe thôi. Nghe đi nghe lại nhiều lần thì sẽ quen, khi nào mọi người có thể kể lại được thì xem như mới ổn. Chúng ta bắt đầu nghe nhé. Trung của An Huy tờ Lý Bình xin, sư dĩ cơ y 十四岁的时候，他的眼睛有一些问题，看不见东西。他开始学习盲文。上大学的时候，他学习中医。二零一七年，他开始在医院工作。他很喜欢帮助他人。不工作的时候。 他会去帮助身体不好的老人。他认识了很多朋友。二零二零年八月，他有了一个新朋友，一只漂亮的导盲犬。现在这只狗每天都和他一起出门，他非常高兴。 Và đến đây là mình kết thúc phần 68 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua mùa dịch bệnh này. Mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé. Xin chào mọi người.